Rồi, đây là hệ thống tưới nhỏ giọt. Đây, đi ống 20 nha các bạn. Và quả cũng 20 luôn. Đây, nước quay rất là đều. Đây, một lần tưới của mình hơn 200 bét các bạn này. Ôi trời, trơn quá. Nước đã ướt đầm đìa. Đó. Rồi. Đây là bét bảo bình này. Các bạn thấy được mặn á. Tức là văng từ trong luôn. Hả? Rồi để tao lên. Đây, còn đây là bét BS. Tưới gom vào gốc, mới tưới vào 15 phút mà nước đã gom ướt đầm đìa rồi đấy. Bẹt vắng rất là xa. Đó, lát nữa mình quay lại cho các bạn. Tổ mà vắng gớm à. Chắc là được rồi đó. Nhìn cái bẹt BS mà quay mù trời mù đất luôn. Châu. Cái bẹt này vắng không ơi. Đây là bẹt BS. Ba tưới ướt hết rồi. Vắng rất là xa các bạn. Bạn nhìn tại đây là có khoảng đường kính khoảng là khoảng 7 mét á. Còn bét BS này thì có một cái lợi thế là nó có một cái tàu trục các bạn. Nó có một gốc thôi. Đó. Đó, điện thoại mình ướt hết rồi. Bét BB này thì dùng cho cái lượng các bạn nhé, cái hầu như là giao nhau ướt toàn bộ đó.